Vâng, em xin chào cả nhà nhá, chào tất cả anh chị em. Thì sáng nay ở Hải Phòng có một cơn mưa cực kỳ to luôn. Thì mà cơn mưa này to nhưng mà khách thì đến vườn thì rất là nhiều. Vừa rồi có hai bác ở trên Thái Nguyên thì bác ấy bê bạch tuyết về rồi. Đấy, thì hiện nay là còn đây còn mấy anh em này. Đây, bạn này là ở trên Lai Châu nhỉ? Vâng, em ở trên Lai Châu anh ạ. Chỗ nào Lai Châu nhỉ? Em ở Phong Thổ Lai Châu. Hôm nay em đến giao lưu với anh Định. Rất vui được làm quen với tất cả các cô chú anh chị như là trên toàn quốc. Đấy, thì hôm nay bạn ấy đến và lấy cái chậu HO bé bé thôi nhưng mà rất là đẹp. Chậu này mua của em đợt trước rồi cho nên là bây giờ đến lấy về béo lắm rồi. Đấy. Bạn này nữa là cũng mới lập nghiệp vào Lan đấy, ở chỗ bên Quảng Linh. Ở đâu Quảng Linh nhỉ anh nhỉ? Em đang làm việc ở ngoài Vân Đồn Quảng Linh ạ. Vân Đồn Quảng Linh ạ. Đấy thì cũng mới sưu tầm được ít thôi nhưng mà đã bắt đầu vào bờ rồi. Còn đây là đồng chí này ở bên nào nhỉ anh nhỉ? Anh Bảo Khê. Bảo Khê à? Đừng nói. Vâng, thế rồi bác cũng không muốn xem mặt. À, hôm nay để cho bác cái chậu rồi bác đến vườn bác làm cái chậu Phú Thọ này của em. Quá đẹp luôn cả nhà nhá. Lá con này như kiểu lá mít ấy cả nhà, xòe. Đẹp. Khi đang bắt đầu lóc ngóp sưng trên thân rồi bởi vì em chưa có kích đâu nhưng mà mắt này toàn mắt này vỡ tự nhiên hết. Năm nay vườn em Phú Thọ là toàn mắt vỡ tự nhiên bởi vì em rất là bận, không có thời gian đi phun kích gì cả. Đấy, đây là một cái chậu HO dịn dịn này nữa về bác làm kinh tế. Đấy, bây giờ đang sưng tiếp một cái mắt gốc ở đây nữa. Chung là khi được cắt bảng của em thì nó nhỏ nhỏ thôi nhưng mà rất là đông khách đến, được anh em rất là cả nước rất là mến mộ. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Rồi ok, bây giờ em chuẩn bị xuống để đóng gói hàng cho các bác ấy nhá. Thì một nữa em xin cảm ơn tất cả anh chị em đã luôn luôn đồng hành và ủng hộ cho kênh Hoa Lan Thị Điểm Cắt Bả của em. Em lên clip này cho nó vui vui thôi. Rồi, em cảm ơn cả nhà rất là nhiều.